nay là tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một số dòng máy và phụ kiện để chúng ta có thể là ốp nát tốt nhất, nhanh nhất cho đội anh em xây dựng. Và bây giờ đầu tiên thì tôi xin được giới thiệu với các bạn về cái nhỏ nhất, đó là cái mũi khoan. Đây là mũi quét gạch. Đây là mũi quét gạch này. Đây là mũi quét gạch P50 và quét được rất là ổn. Cái thứ hai ấy, đó là về cái máy khoan, cái khoan quét gạch này. Một lát nữa thì tôi sẽ quét thử cho các bạn cùng xem. Cái máy khoan này nó rất là hay. Nó sẽ có 3 bánh răng truyền tải tới mũi khoan. Và công suất của máy khoan này thì cũng rất là mạnh, 650W. Và vòng tốc thì là 3.300 vòng trên phút. Cái này là hộp nhôm, đây là nửa thân sắt. Hộp nhôm của nó là nửa thân sắt, dung nhôm. Và có 3 bánh răng, đầu cũng rất là nhỏ gọn, đây chỉ là đầu 10 thôi. Cho nên là vừa bắn tôn tốt này, vừa khoan quét gạch tốt này, và quét vách tấm phủ bán phủ phim cũng rất tốt luôn. Tí nữa tôi sẽ thử cho các bạn cùng xem. Cái tiếp theo đây đó là con kê. Đây là con kê này, là con kê gạch. Khi mà chúng ta ốp gạch ở phòng vệ sinh hay là ốp gạch trên tường thì các bạn có thể là kê lên rất khỏe nhá. Tí nữa tôi sẽ kê cho các bạn cùng xem nhá. Đó, và đến được cái thứ tư ở đây là máy rung gạch. Cái máy rung gạch này thì rất là tiện, thay cho búa cao su thì chúng ta hãy dùng máy rung gạch này. Máy rung gạch này rất là khỏe, khi mà chúng ta ốp nát và chúng ta dùng rung như này thì rất là ổn. Và máy rung gạch này thì có 6 cấp độ số, từ số 1 cho đến số 6, rất khỏe nha các bạn nhé, của thương hiệu Topper. Và cái thứ năm tiếp theo đây nó là máy cắt gạch để bàn. Máy cắt gạch để bàn này thì cắt rất là nhanh, độ dày dặn rất là dày luôn. Đây bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn cùng xem nhé. Cái này thì hôm qua tôi đã cũng có một cái video rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ thử một chút xíu để cho các bạn cùng xem thêm về cái này. Nhàn zoom lại cho anh ngắn hơn chút xíu nhá, zoom lại gần đây cho anh nhá. Rất là ngọt. Đây các bạn xem, cực ngọt luôn đó. Và bây giờ là tôi sẽ thử cái máy rung gạch vào cho các bạn cùng xem ở cái bàn này nhá. Này, khỏe, cực khỏe. Như chúng ta đang để số 1 này thì máy rất là chậm, rung từ từ này, tăng dần này. Quay xung quanh này thì cho các bạn xem cùng độ khỏe của máy này. Đấy, nhìn cốc nước này. Đây tôi để cốc nước đây nhá. Đấy các bạn. Rất khỏe luôn. Và tiếp theo đó là cái con kê gạch này cũng rất là khỏe. Con kê gạch này thì kê cái bàn này thì ok này, quá là ok luôn. Kê bàn cắt gạch này lên này, tôi sẽ kê chéo này. Đây tôi dùng 2 con thôi. À. Kê nào đây. Đó. Cái súng bắn keo hoạt động như thế nào thì con kê này hoạt động như thế. Cái phần này của con kê hoạt động giống như cái súng bắn keo silicone, và khi mà chúng ta bắn chát vào các cái tấm tôn để mà chống thấm ấy, thì cái con kê này là hoạt động như cái súng bắn keo, không khác gì luôn. Chỉ khác mỗi cái là có bàn đế này này, thì và có điểm nâng này, thì nâng cái viên gạch lên thôi, không khác gì cả. Còn bây giờ là tôi sẽ thử cái mũi khoan này cho các bạn cùng xem. Tôi hạ này xuống nữa. Đây Ngàn đứng lên đây để anh thử cái mũi khoan này cho xem nào. Rất nhiều các loại máy. À, Trang cho anh xin mượn cái phích cắm để cắm ở kia đi. Để anh qua. À, Nhàn ấn đó. Cắm đừng không? Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem nha. Máy khoan này đây là đang khoan mũi P50 nhá. Đây P50 này. Đấy, nhìn cái mũi là to hơn rất nhiều so với cả